Hello, xin chào tất cả các anh em trở lại với kênh Đam Mê Bồ Câu. Ở video hôm nay mình sẽ quay cho anh em xem bồ câu Money In. Thì cặp Money In ở sau lưng mình đây thì nó mới nở được một con chim con. Thì bây giờ mình quay lại cho anh em Đam Mê cùng xem nha. Xin chào anh em, thì ở đây ở dưới cái khay phân này anh em có thể thấy được cái mấy cái vỏ trứng nè. Cái vỏ trứng của chim con nó mới nở nè. Đây là của cặp Money In này nha anh em. Con này là con mẹ nè. Còn đây là con chim bố đây. Cặp này thì con chim bố rất là bự luôn, con mẹ cũng bự nữa. Cặp này á, nó lên cò được hai trứng nhưng mà nó nở được có một con anh em. Cái dòng Money In này á, rất là khó khi mà nó nở được một cặp luôn. Đây, con trống này nó rất là bự luôn anh em. Do cái chuồng nó chật quá mình để mình thả nó ra cho anh em coi nha. Để mình đem nó xuống cho anh em coi, giờ anh em quay chim con cho anh em xem. Đây, anh em thấy con trống nó bự nè, trống này rất là dữ luôn. Đây, con ở đây nè, con này nó mới nở được như tầm 2 ngày anh em, 2-3 ngày vậy. Con nó nè, đây em thấy chim bố còn khủng khiếp không? Em trống bố khủng khiếp luôn anh em. Trống bố đó là trắng bông anh em. Khoảng tầm khoảng 1-2 tuần nữa thì chim con nó lên màu. Mình quay cho các anh em Đam Mê cùng xem. Còn anh em nào mà có ý định đến mua thì liên hệ mình nha. Anh em cứ để lại số Zalo, mình sẽ inbox anh em. Em phải chờ nó lên màu để mình báo giá cho anh em nha. Thì khoảng tầm 1,5 triệu đến 1 triệu anh em. Chim con ăn cứng á, con lẻ anh em. Nó lên, nếu mà lên màu mà xấu thì chắc khoảng tầm 900. Còn nó lên đẹp đẹp thì khoảng tầm 1,5 triệu đổ lại. Chim bố mẹ tại nhà luôn. Anh em có gì có mua chim con thì có thể đến tại nhà và xem chim bố mẹ luôn. Cặp bồ câu gà Tiger anh em. Cặp này là cặp Tiger em, cặp Tiger anh dây nè. Hai cặp thì cũng đang up hết rồi. Lâu rồi thì mình cũng chưa có quay mấy clip gà. Thì bộ câu gà mình hiện tại mình còn chứ có còn có hai cặp thôi. Mình trống quá bự luôn. Rồi, video đến đây thì mình xin tạm kết thúc nha. Hẹn gặp lại các bạn với các anh em ở những cái video tiếp theo.